Alo, trận chung kết thứ hai. Và đây là Miwan của game thủ Hồng Anh. Còn No 1 cầm Mark C. Trong khi đó thì bên kia lại là Miwan và Sang của BB và Vô Thường. Quân lại khó chơi rồi. Ở trận thi đấu trước là một trận mà game thủ Vô Thường không lên được đời. Và hai game thủ Game TV đã ốp được nhà Vô Thường sớm và giành chiến thắng. Một chiến thắng được giúp ngắn tỷ số xuống còn 1-2, cũng như là tạo tiền đề cho tâm lý của các em rất nhiều, để các em có thể tự tin lại và thi đấu những trận thi đấu tiếp theo. Đây tiếp tục là một kèo đấu mà các game thủ Game TV lại phải vượt khó, khi mà bên kia là một Miwan và một Sang. Bên mình là có Mark C, một loại quân không bánh xe. Và người cầm Mark C là No 1, còn Hồng Anh là người cầm Miwan. Miwan bài này là cũng bài khung ở trên góc 12 giờ. Rất khung. Vấn đề là đồ ăn cơ. Tìm thấy đồ ăn sớm. Và liệu Hồng Anh có phải là người đánh thẳng cung hay không? 27 yêu dành cho em rồi. Bốn con hiêu đầu đã về. Và bây giờ thì tiếp tục lùa những con hiêu còn lại đi em. Tìm thêm những đồ ăn nữa. Vâng, nhà Mark C 3 voi. 3 voi dành cho game thủ nó 1. Nhưng nhà lại không có thế đấy, không có hốc. Vâng, 5 voi rồi. 5 voi dành cho nó 1. 5 voi, quả phụ, hiêu đầu, hiêu phụ có hết cả rồi. Chú ý, câu voi kìa. Vâng, con voi đứng rất gần với nhà chính. Và rất may là nó không quay đầu. Đóng nghe chưa? Vâng, trả gỗ về và đóng nghe đi. Sẽ lỗi mất khoảng tầm mấy giây gì đó. Vâng, voi hiêu ngoài này là rất nhiều. Có cả quả phụ luôn. Mark rất khỏe. Một pha câu hai voi của nó 1. Nào, câu nó về đi. 2-3 dân. Kích đời ở khoảng tầm 7 phút 4 x giây. Rất nhiều hiêu voi nhưng nó 1 ép đời cũng không chuẩn cho lắm. 7 phút 4 x. Tiếp tục kéo con voi thứ 5 về. Cái khả năng ép đời trong map la này nó cũng quyết định khá là nhiều. Khi mà bạn lên đời sớm hơn đối phương, có ngựa giò và chọc trước thì sẽ là người có lợi thế hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là bạn cũng phải là một người mà có khả năng giữ ngựa giò cũng như là đi ngựa giò thật tốt cơ. Vâng, sang 10%. Còn Miwan của BB giò 16%. BB đóng ở đây. Tiếp tục ăn bãi quả này. Vâng, đóng một cái gờ. Chuẩn bị đóng nhà điều kiện đi. Lên đời xong. BL ở đây. BM sẽ chốt luôn ở đây. Lại là một trận 10-2x rồi. À!
10 phút 25 giây. 23 dân của Maxe, một bài 5 voi. Quả đầu cũng đẹp chứ không phải là quả đầu xấu. Mà một ép đời không được mắc binh. Nhưng lực của em ở trên đời 3 là rất khỏe. Ngựa giò công giáp sẽ có đầy đủ. Và vâng, bên kia 21%. Như vậy là phi thường đã đẩy cái cung tê đi rồi. Đã đẩy một cái gì đó đi. Ngựa con xe giò này thì không thể tăng chỉ số giò nhanh đến như vậy. Khả năng cao là con cung tê của vô thường. Vô thường cầm sang có lẽ đánh cung rồi. Không, thường đánh chém. Còn BB là người đánh cung. Miwan của game thủ ở ngoài cũng đánh cung. Như vậy là sang đánh chém để cho Miwan đánh cung. Miwan đánh cung để cân lại với Miwan bên này đánh cung. Sang đánh chém. Vâng, bắt đầu đang chọc ngựa giò. Chết một dân và chưa ăn được dân nào vô thường. Con ngựa giò của mình mới chỉ có công thôi. Dâng dân lên và đóng y đi. Bơm 100 gỗ như này thì còn lâu game thủ nó có thể ra được những y. Thường giữ ngựa giò tốt hơn các game thủ của NTV là rất nhiều. Kia đập đi. Không thể đóng được nhà. Và bây giờ mới có thể đóng. Chết mất 5 thằng dân. Vậy một cái e chặn đầu. Không được. Thường né rất nhanh. Vâng, cung tê của Miwan đã ra. Hồng Anh cũng đã lên đời xong. Và em đã kích được cung A2 áo chưa? Vẫn liên tục nhận đồ bơm của game thủ No 1 sang. Và nếu như một bài mà sang đánh, vâng, sang đánh chém kiểu này thì có lẽ là sang sẽ là người mà bơm đồ cho game thủ BB để BB lên thẳng cung A nhanh hết mức có thể. Cung A hài áo kích thành công. Nhưng lượng lạc đà sang tích được bây giờ là khá nhiều. Ba con lạc đà của game thủ cầm sang. Bây giờ thì là những con y đầu tiên của game thủ nó một đẩy đi. Chọc bãi hoang của game thủ cầm sang. Em vừa bơm thêm 200 gỗ vàng cho game thủ nó một. À quên, cho game thủ Hồng Anh. Để Hồng Anh có thể sản đều những nhà cung A của mình. Vâng, công lạc đà và đập dân thế này thì căng rồi. Khó có thể sửa được. Đem ruộng ra mà sửa đi thôi. Vâng, con đi ra bây giờ thì may ra thì sửa thủ được. Đúng rồi, đi ra rồi. Chú ý vào, đơn này hết sức chú ý. Khi mà rất nhiều dân của game thủ cầm sang đang ở đây. Vâng, xiên dân kia kìa. Xiên dân thì nó nhanh hơn. Vâng, phi thường đã phải chạy rồi. Nhưng phi thường cũng đã có bánh xe cho những con dân của mình. Sang có bánh xe, đi ăn hoang và hồi lại là rất nhanh. Hồng Anh bắt đầu đẩy những con cung A đầu tiên của mình đi. Em đang bắn hàng E của đối thủ BB. Và BB cũng mặc kệ. BB cũng chả cần để ý để chỉ có hàng E nào. Vâng, đừng bảo BB không biết gì trong tuần này khi mà bị bắn E từ nãy đến giờ. Chết 3 hàng dân. Vâng, 3 dân đã chết dành cho những thủ BB ở nhà chính của mình. Vâng, nhưng mà đạo cung A này thì cũng sẽ nằm xuống thôi khi mà BB đang dàn quân ra và bắt. 5 cung A đầu tiên. Vâng, không được. Quay lại với Max C thì lại bị một pha mà có khung giờ của sang đứng ngoài bắn. Vừa rồi thì nó một đã tụt mất khoảng tầm hơn chục tham. Còn những con dân này thì chạy vào nhà của Miwan mà sống đi. Vâng, chính xác là BB đẩy cung A sang chứ không phải là cung R. Và tham lai của mình đang bị đè rất mạnh. Căng rồi. Bây giờ là thế 2 vs 1. Bên kia có một sang hồi lại là rất nhanh.
Trong khi đó thì IMAC bây giờ không còn quá nhiều. Kiểu gì thì BB cũng đẩy một khoảng tầm răm 7 đến cung A sang đứng nhà của Sang để thủ nhà cho Sang. Quay lại với Hồng Anh thôi. Em vẫn đang công vào nhà BB từ cái mặt ở phía nhà của mình Sang. Nhưng lượng cung A của BB đang đông hơn em rất nhiều. Vâng, đông hơn là rất nhiều và lại phải rút lui. Cẩn thận ăn những pha vẩy e của BB. Vâng, có thêm cả lạc đà sang nữa. Căng căng cò, căng cò. Lạc đà sang nó vào nữa thì lấy cái gì mà đỡ đây. Đây sẽ là một tên đẩy ngược lại của hai game thủ bên phía team của BB vô thường. Hai game thủ BB vô thường sẽ đẩy ngược lại ngay khi mà có những con lạc đà nó đang trải ở đây. Bắt tay với Sang. Thôi xong rồi. Vâng, 3-1 ở set đầu thứ 3. BB và vô thường đã giành chiến thắng. Không thể cưỡng được. Turn này dù có đỡ được đi nữa thì turn sau BB đẩy tiếp đạo cung A tiếp theo lên. Khoảng chục con cung A nữa lên thì làm sao đỡ được. Vâng, BB vẫn đang đẩy lên rất đều. Những con cung A tiếp viện đang đi lên. Khó có thể chơi được bài này. Sang vẫn còn nguyên tham. Trong khi Mark C thì đã fit rồi. Tham lai còn một, đúng một con y thôi. Thôi, cố thế đủ rồi, quyết đi cho dân nó đỡ khổ em ơi. Tỷ số là 3-1 dành cho BB và vô thường và chung cuộc thì là 3-0 với C. Liệu có C đấu tiếp theo hay không? Tham này thì không thể thủ được nữa rồi. Rogan, Yuri,